Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Dạ rồi, thì tiếp tục hôm nay thì em lên cho tất cả mọi người bốn con máy cắt cỏ Nhật Bãi ha. Thì mang số thứ tự là 27, 28 và 29 và 30 là bốn con máy. Con này là con 27 nha. Con 27 nè. 28 nè. 29 nè. 30 ha. Đó thì bốn con máy đến từ thương hiệu Echo Gen ha. Cái dòng này bít tông nó từ 32 cho tới 34 ly ha. Đó. Thì những con này thì em đã lên cho nó chế hai kim AIB ha. Tại vì những cái dòng này thì thường nó sử dụng cái chế kiểu như là chế của máy cưa bác con. Ở thị trường Việt Nam mình thì sử dụng nó không có ổn định ha. Thì những cái dòng này thì thường em sẽ lên chế hai kim hết cho bà con mình sử dụng cho nó ổn định ha, cho dễ xài dễ sửa. Mình sang con thì cũng dễ xúc nữa. Rồi, thì trước mắt bà con mình là những con máy nguyên rin nè. Chỉ duy nhất cái bình xăng và cái bô e thì mình hàng mới thôi, còn tất tần tật còn lại là zin hết từ trên xuống dưới, chưa có bung nòng bung bọng gì cả nha. Còn những cái phíp em lên chế hay kim vẫn là phíp zin của hãng Echo nha. Đó thì trước mắt mọi người có bốn con máy, thì hôm nay em lên cái dòng phân khúc giá rẻ nè, cực kỳ rẻ luôn mà máy cũng còn sáng nha, chứ không phải rẻ mà nó tệ quá. Nó bốn con thì em sẽ giới thiệu bà con mình từng con ha. Đây cái con này là Echo Grand dòng Kyurit ha. Cái đời máy là đời AT203G. Ba con này là AT203G hết nha. 1, 2, 3 là AT203G hết. Chỉ riêng con này là đời lớn hơn ha. Con này là con đời GT24 ha. GT24. Thì con này nó 34 ly nha. Còn ba con này là 32 ly. Đó. Đây, em quay từng con mà con xem ha. Thì những con này là tum liền hết nha. Tum liền và nó là tum nhôm nha. Tum liền và tum nhôm. Ống còn ống cần 25 ha. Sử dụng tay ga bóp hệ hết nha. Con nào cũng tay ga bóp hết. Tay mạc còn đầy đủ nè, trắng cỏ zin, đầu bò zin hết nha. Này. Đầu bò zin, đầu bò chống dính cỏ hết nha. Con nào cũng vậy. Đó, trắng cỏ zin hết, ống cần 25 và mấy con này sử dụng ở trong là cáp nha con. Sử dụng cái ống cần, sử dụng là cáp mềm chứ không phải là ti. Đó. Bình xăng cũng còn đẹp ha. Đây. Thì sử dụng cáp thì khi bà con mình cắt thì mà con sẽ nghe tiếng ịn chứ nó không phải giống như mà cái tiếng của cái ti thép. Đó. Thì cái con số 27 với số 28 này đồng giá là 1,2 triệu ha. Còn riêng con mà 29 và 30 này á là 1,3 triệu và 1,4 triệu. Đó, thì phụ kiện kèm theo đầy đủ ha. Một cái dây mang Mitsuyama móc inox bản to, một cái ổ cước, một cái tiếp mở buri và một cái lưỡi dao ha. Nó phụ kiện như thế này. Rồi, thì bà con mình xem có nhu cầu sử dụng những cái dòng máy Nhật Bãi đã qua sử dụng á mà giá nó mềm mềm như thế này thì cứ liên hệ với em ha. Qua số di động của Thành Thịnh 0858335778 nha. Thì bây giờ cũng nổ sơ cho bà con mình tham khảo ha. Để bà con mình xem cái nào thích con nào thì cứ liên hệ với em ngay nha. Rồi, con đầu tiên ha. Thì con đầu tiên là cái con Echo Gen AT203 thì tay ga bóp hệ hết nha, bật công tắc lên trước nè, bóp chú xăng nè, con này đóng e xuống nha, chật nè, hơi rất là chắc nha. Rồi, con số 2 bà con. Con thứ hai là cái con mang số thứ tự là 28. Cái con này tay ga bóp nó nằm mấy bên tay trái nha, dành cho người thuận tay trái nè. Bóp chú xăng. Bật e lên, giật. Đấy lại ha. Rồi sang con máy số thứ 3 là con máy số 29. Con bật công tắc lên ha. Bóp vú xăng. Kéo e.
con cuối cùng là con 34 ly 24cc á, bật công tắc, bóp chú xăng, kéo e. Rồi, 4 con nha. Thì mấy con này máy giá mềm mà con, giá nó rất là mềm. Tại những dòng Echo này giá nó không có cao giống như những dòng hệ. Nhưng mà con mình sử dụng máy này so với máy Trung Quốc thì con này vẫn ok nhiều ha. Thay vì bà con mình mua một con máy Trung Quốc nòng 34 ly thì cũng tầm khoảng 1 triệu ngoài, thì bà con lấy con này sử dụng ngon ha, ngon lành ha, còn rất là nhiều luôn, rất là bền. Rồi sử dụng xăng pha nhớ ha, động cơ 2 thì nha. Con này rất là đẹp nha, con này chỉ 1 triệu tư, 34 ly nè, 1 triệu 3, 1 triệu 2. Máy Nhật mà rẻ quá trời rẻ. Rồi, còn thì cái giá nó bao gồm ship nha bà con, giá này giá bao ship toàn quốc nha. Nhận hàng kiểm tra thanh toán ha, không cần cọc nha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả quý cô đã dành chút thời gian quan tâm đến sản phẩm bên Thành Thịnh. Rồi, em xin chào ạ.